Hoàng thượng leo cây nhưng sợ độ cao, sen phải lên giải cứu. Sợ gã thế sao em còn leo lên? Vừa mới thấy ổng đứng dưới đất quan sát ngó nghiêng xem cây, mà tôi cứ tưởng ổng bày trò gì, ai ngờ đã thấy ổng leo lên đó ngồi chơi rồi. Lúc leo lên thì thấy thần thái có vẻ lắm. Xem tôi leo cây đây mà học hỏi này sen. Vừa mới nói dứt câu tôi còn chưa kịp khen ổng thì đã thấy ổng ở trên gọi cầu cứu rồi. Hoàng thượng mà lần này thì mất mặt với sen quá, lúc leo lên thì thấy nhanh lắm mà lúc xuống thì như thế này đây. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Sợ gã thế sao em còn leo lên? Vào đây, vào đây. Sợ gã thế sao em còn leo lên? Đây. Hai tay ôm chặt lấy chân của sen không dám buông ra, mắt thì ngó ngược ngó xuống vừa run sợ vừa nghĩ trong đầu. Ủa sao cái cây này cao thế nhỉ? Mới leo lên có xíu mà thấy cao quá. Cẩn thận sen ơi, không tôi rơi bây giờ. Lần sau chửa nha hoàng thượng, đã sợ độ cao còn leo lên chi làm sen phải lên bế xuống. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ Cưng TV. Đừng quên like kênh để xem thêm nhiều videos nữa nhé.